I'm gonna be Còn normal đây today. là Tomorrow bạn. I'm gonna be normal. Okay, this is what we do right now. We're gonna get some girl for jetpack in Vietnam, right? And we come to Japan, we come to Chinese. Yo, Yanti, you want a wife, you know? No. Yeah. No. I know you want it, you know. No, I don't want any fucking wife in Vietchat. She can't speak English, dude. She then, speak very little English. So yeah, then speak Vietnamese. Fuck Vietnamese, Yam Chi. Yeah, okay. Fuck Yam Chi. I'm crying. Where's your bag? Your bag. Gọi hỏi hỏi chuyện người ta đi chứ. Trời ơi, hỏi tên, gọi tên thân mật. Oh, nhưng mà chị ơi, em ngại lắm. Em sẽ rên lên như một con mèo hư hỏng vậy mèo. Mỗi khi em ngại em lại kêu lên như một con mèo vậy. Mèo. Đây là lý do tại sao nó chuyện chưa có bạn gái. Đi làm cho người ta ngại. Tại cậu này rất là ngại nên là cậu có thể nói chuyện với cậu ấy. Để bạn này bắt chuyện trước. Ok. Chào. How are you? He said, how are sound you? Like a pussy now. Yeah, sound like a pussy. Nói đi, nói đi. Cậu bao nhiêu tuổi để biết xưng hô? Đằng ấy bao nhiêu tuổi giờ? mình 2k, mình shit. Shit. Mình 183 cậu nhé. Vậy không sao, legal. Legal nhé bác. Món ăn yêu thích của cậu là gì nhá? Có thể làm quen và có thể dẫn cậu đi ăn khắp phố phường rồi đến cậu cuối ngày cậu bò. Có thể ăn tợ. Thích ăn gà rán không? Tại vì món yêu thích của tớ đó chính là gà rán đó. Trời ơi, khi cậu cắn cái miếng gà rán nó thật là béo ngậy, nó thật là giòn tan trong mồm nhưng mà nó cảm giác không thật là béo. Và xong rồi cậu dip vào một cái sauce nữa, xong cậu ăn một lần. Phê vãi luôn, anh em phê lắm ấy cậu ạ. Cậu có thể thấy tớ rất là yêu gà rán, mà cậu lại yêu thịt bò. Không sao, tớ biết một quán bán chỗ thịt bò ngon lắm ấy. Mà chúng ta có thể đi nhá. Mặt cười. Thôi, mình thích tự đi hơn. Rồi xong. Bị từ chối rồi, bị từ chối rồi. Yeah. Yeah. My best. Cái đủ má thì bây giờ làm sao? Không dạng nơi nó nhá. Con mẹ mày, mày chịu mày đủ. Đủ má. No wonder she's no one want to talk to you. Okay. Không sao, nãy là nó giỡn đó bạn, không sao, không phải đâu. Nó giỡn đó. Chứ nó ngu vậy thiệt. Nhưng mà căn bản là không có sao, không phải chửi bà đâu, không phải chửi bà đâu. Vậy là xin lỗi à. Chửi đi. Xin lỗi đặt ấy à. Đi có sao đâu. Xin lỗi à. Xin lỗi. Cái điện không mà lẽ gì đây. Còn đây là bạn. Hình như bà im rồi. Như bà. Em biết nói gì nhờ. Em xin lỗi chị ạ. Vâng, em để chết ạ. Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Yêu ai? Mặc dù em một con loli nhưng mà tôi là yêu ẻm mất rồi. Yêu ẻm. Em có yêu tôi không? Tôi nghĩ ánh mắt loli anime của em đã hồn tôi mất rồi. Và con thỏ bunny mà em thường ngồi ôm mỗi tối, tôi muốn được chính là con thỏ đấy và mỗi đêm được ôm em hiểu không? Không hiểu. Em không hiểu. Sai bây giờ là phải bị bạo. Khi mà tao thích mấy là như thế. Con mẹ. Ôi chết. Anh đi dễ lòng rồi. Tôi không từ bỏ em đâu. Tôi có thể trẻ hơn chị nhưng tôi có một tâm hồn rất là già dặn, tâm hồn già cỗi và một tấm lòng không hề giả nai. Tôi có thể trao em những gì em đang cần lúc này. Có thể em không thích một thằng trai trẻ như tôi. Tôi có thể đem lại cho em niềm hạnh phúc mà đến cả những anh daddy sugar daddy
42 tuổi cũng không có thể đem lại được. Em có hiểu không? Và một trong những điều đấy có thể là nhiệt huyết. Nhiệt huyết. Vừa mới nói không? Yo, tại nghe con thằng miệng mồm nó mới thằng rồi xong phim con ngỏng đi đi từ từ. Ok đổi chuyển thật. Đổi chuyển thật. Được vậy. Tôi bình thường có thể tấu hài đấy, nhưng một khi tôi quạo lên là hơi bị lãng từ đấy, đợi tùy từ avatar đợi. Rồi đợi avatar. Oh my, what the fuck? Why you become a fucking eagle now? Mấy chị bắt đầu đổi thành con gái. Chị. Chị khỏe không? Chị, em là nở này. Em nở cái gì không? Chị nhớ em không? Em là nở này. Chị chị có muốn nhảy đô chê trên TikTok với em không? Không em nhá. Không Rồi làm kiểu gì cũng bị từ chối này. Thế cuối cùng em hỏi chị tuyếp người chị thích là gì để em đáp ứng luôn. Được không? Không phải là em. Không phải là em. Tèo. Nhiệm vụ đầu tiên mà thất bại sát như con chó. Nhìn thích sữa. Tức là chị thích sữa đúng không? Mà sữa là calcium đúng không? Là tốt cho xương đúng không? Thế chị thích người cao đúng không? Những người cao ráo chứng tỏ uống nhiều sữa đúng không? Thì là chị phải thích em rồi. Nếu liên quan gì hết cô về. Nếu liên quan mà Ly bao nhiêu tuổi vậy? 17 tuổi rưỡi à. Yo, illegal dude. Không sao đâu. Nói nghe nè. Sao đây? Nhà tôi có mấy cái tầng hầm lận. Cái đi. Okay, okay. Có mấy cái tầng hầm thôi, ok. Ly. Nó bé thôi, bé thôi. Ok. Ok. Chào em. Chào em. có thể nói cách nào để dễ thương luôn được không vậy? Nói sao ta bỏ chạy chào luôn bé, rồi kìa. Chào bé. Nói sao ta chạy. Bé đi bé. Ok. Tôi soạn bài rồi, tôi chuẩn bị bài rồi. Okay. Yên tâm. Tới, bước tới. Ok. Lên đi, cho bắt, okay. Lên. Chào bé. Đen vô muốn trồng rau và nuôi thêm cá. Còn anh thì đang hỏi, má nuôi thêm em. Ok đi con. Nhân gian vốn lắm bộn bề, sao không bỏ hết rồi về bên nhau? Đúng rồi. Quá đúng rồi. Em biết những câu ca dao tục ngữ đấy là của ai không? Không. Đó là của những status tàn gái hay và chất một trận. Ôi đi con mẹ. Ý anh là đúng, yes or no? Yes. Tiếng Anh đi. Yes or no? Will you go out with me? Yes or no? Nghe đó hồi là anh bệnh đấy. Quen. Em thấy con ngỗng như thế nào? Rất là đẹp to không tin. Đứa con mèo, đứa bắt tay mèo. Đây cát luôn này, có chữ cát luôn. Luôn này, đây cát. Hỏi gì? Cát với chó hắt đéo gì nhau đâu, cùng là một con. Sony. Normally, if you sing this in English, you're new. But sing this in Vietnamese, okay? Okay, sing it. Hey, I kêu, tao ăn bữa trưa. Tao nghĩ cái mông, vẻ đẹp tự nhiên. Yeah. Nếu mày có thể nhìn được trước, đến khi mày nhìn được sau, yeah. Tăng sau, yeah.